đam mê. Mình học lớp Candy 41, mình học lớp cô Nhi, lớp cô Liên và lớp cô Thanh. Mình 4 tuổi. Mình hôm nay mình sẽ làm mì dụng phúc phích nguyên liệu gừng cải đưa lên để trang trí và một quả trứng. Nguyên liệu gừng có phúc phích, nguyên liệu gừng có mì. Đầu tiên chúng ta sẽ bỏ một mè vô. Sau đó chúng ta trộn vào. Sau đó chúng ta bỏ mè ra dĩa. Dùng cho chúng ta cao lớn. Như vậy có trứng nha. Trứng làm cho chúng ta cao lớn và khỏe mạnh. Mời chúc món ăn đã xong. Mời cả nhà và các bạn cùng no nê.